đây đi nha bà con. Chiều vẫn đi, 6 bây giờ tối rồi. Bây giờ tới có 6 bây giờ tối rồi. Giao hàng 24/24 luôn. Bà con cần lúc nào là có lúc đó. Kiền á. Kiền á. Kiền đồng quạt chứ. Nghĩa địa không phải kiền nữa mới mới. Rồi đủ đồ chưa? Nó máng xe chắc ăn. Nó dặn dặn con. Dơ. Ai pha coi anh chở bằng gì, đứng lên nằm. Cái bộ dính về hướng ở đúng rồi, ghi gì đó. Đúng rồi. Tại em muốn xài GW chứ tôi muốn cho anh xài này, không chịu, sợ nó chịu. Cái này thì mới nhập mà anh. Nhập mà. Dạ. Nhỏ, mày tiếp tay coi nhỏ. Ở dưới đất không chịu làm đâu. Em đâu có biết. Bây giờ chúng tay á, không tay á. Để đây ba cái đinh nó ghê lắm. Lắc vô đi người ta hả đại. Cùng đường cái xe đó. Rồi. Chùm mấy thùng cốt. Rồi em về với người nha. Cái đô 125 chị hai. Cái miếng này 500 ngàn rồi nè. Miếng đó nè. Cái miếng trị giá 500 ngàn rồi đó. Mắc 200 triệu trời. Dạ. Nàng thấy gì vậy? Thấy cái này mà thôi. Tí, Trung Quốc mà. Nhà kia. Việt Nam đi đâu? Em đi Việt Nam đến chuyện của nó cũng thấy với đi Hàn Quốc. Nó nhẹ lắm, chứ quá nhiều quá. Vô đơn giản với tiền không nè. 500 ngàn đó anh. Cái chuyện có lụm miếng nó quanh đó nha. Mắc ở trên Vĩnh Long mà chạy xuống mua tên không? Vĩnh Long mà chạy xuống mua miếng đem về á. Vĩnh Long mà chạy xuống mua đem về. Nó che bự đựng cho là lợi hại lắm. Từ Vĩnh Long chạy xuống mua miếng đem về xài. Nghe không? Nó cũng mới một phần của Indonesia nha anh. Đó mà 24 triệu. Chưa rồi, bay dữ dở. Không có hợp lại, đây là mới rồi. Tắt được cái đèn kia đó, rồi đèn lấy không tắt được. À, có tôi, rồi đằng này này, quay máy lên là cháy. Quay máy lên là cháy. Oh,
rồi đổ nhớt ra lọc đó để cho bữa sau. Để lớn lớn, để lớn lớn chút. Để cái này nè. Trời sang rồi bà con, mua cái LV nhỏ xíu thôi, 125 mà chở ba gác là chở được 6 con nè. Mà chơi chở 1 con à. Các bạn chơi hết sợ, ba gác chở 6 con, muốn chở 1 con chơi. Về đi nghe em con, giờ tới RT chuẩn bị đi luôn. Đang phải chạy cho tròn tua nha bà con. Cô đai là chạy trung bình phải lớn chút. Chừng tiếng hồ thôi. Cô đai là phải trung bình phải lớn nha, không được chạy ra nhỏ cô đai nha. Chạy cho tròn tua một chút cho máy nó khỏi giật khỏi yên. Nó có chừng cháu phải hỏi. Kìa, mới bỏ nè. Đây chú cái khóa là nha. Tum luôn á. Nhớ rồi bà con, chứ khi về phải đổ nhớt vô đây nha, ít thôi để lọc bụi, kiểm tra nhớt nó thường thường là 2-3 lít bà con. Đây cái này không hơi chú đi con, không hơi xin không hơi đi, còn không hút bụi gì đó, cái mặt nó coi để xìm lắm. Kubota RT 125 là 12 người gửi 2400 vòng chiếc. 3 người hôm nay là một chạy về Medan đó. Đây bà con. Không mua đi chạy về Medan nè, đi vòng đó. Bà con nhớ nha, lúc chạy ra Godai á là phải lớn tròn tua cho bà con, không được chạy thực nha bà con. Tệ lắm không chạy tròn tua để cho nó đồ bạc nó ôm với nhau. Thì đó không được chạy ra nhỏ nha bà con. Đó bà con nào mà muốn xài tiết kiệm á mà sợ tốn tiền thay nhớt á, đổ nhớt mới vô bà con tải Godai xong con đổ ra để nó lọc lại cặn ba cái mạc đó. Dừng vài ngày sau cho lắng cặn xuống rồi đổi xài lại với bà con tiết kiệm. Bà con tiết kiệm chứ nghe, còn con chơi sang thì thay nhớt này bỏ sau chạy qua đây luôn. Đây gắn luôn ống hơi bua lỗ mũi không? Nhớ nghe bà con, nhớ chạy qua đây là phải chạy tốc độ cho tròn thương nha. Khi nào mà nhớ cái chào rồi đó là biết chưa rồi đó. Đây gắn ống hơi cho bà con. Tại vì anh chạy ruộng phải gắn hơi cho anh mới được. Còn chạy dưới ghe thì khỏi, còn chạy có tiền thì khỏi. Ruộng có
xịn lắm. Nếu mà con là xài tiết kiệm nhất á, thì nhất này mới đổ vô chạy Goodai xong thì đổ ra để chừng vài ngày lắng xuống rồi đổ xài lại. Nếu mà con là xài tiết kiệm. Thôi, nhét lại vô đi. Lò trong nhét vô con. Ok, con lành. Đó là ống lỗ mũi nha con. Nếu mà lỗ mũi nó ống nó xịn nhất là do duy nhất nha. Này chút coi. Trời ơi, chừng năm đầu thì còn sạch sạch, chứ chừng 2-3 năm sau thì nó thấy gớm rồi. Giờ đây phong cách của Nhật đi, không cần rửa. Mà rửa lại thì đẹp. Thế đâu Nhật đâu rửa đâu mà rửa lại thì đẹp. Rửa hoài thì nó bị chê. Ừ, cứ để đại đi. Thế Nhật để đâu 40 năm đem về Việt Nam rửa mới chắc. Anh dùng nó dùng đất cát rồi nó không có xét cái gì mình bỏ xét mạnh liền chứ. Dùng nó có tiếc nữa đó nghe. Dùng nó đa số là nước biển mà. Có cái thường xe kính nghĩa địa ủa mẹ về cạo ra. Này vậy là về mình đổ nước này bỏ mình đổ ra. Dạ nó xanh. Dạ dạ. Cái nè có biết rồi xả chưa? Xả đây nè. Trời ơi cái thả nó dữ rồi. Không có gì đâu. Con phải xúc trước cái nước khi đổ ra bà con. Kubota RT 125 12 ngựa rưỡi 2.400 vòng trên phút. Quay gì vậy? Dạ. Quay đâu vòng vòng vậy? Ê sẵn móc lên luôn đi. Dạ. Móc lên luôn đi. Ra luôn nè con. Ôi. Để bà con 24 nha.